Hôm nay mình sẽ giải đề thi Win cho các bạn. Vì Win rất dễ cho nên mình chỉ giải mẫu một đề thôi. Câu 1. Tạo cây phối đơn như hình dưới. Tạo ở trong ổ đĩa ngoài đề thi yêu cầu. Bây giờ mình sẽ tạo cho ổ đĩa D. Số 1, folder đầu tiên là số máy họ tên. Trong số máy họ tên có dữ liệu. Trong dữ liệu có kế toán. Và lưu ý những cái folder nào mà có cái biểu tượng folder là cùng một cột thì nó sẽ ngang hàng ngang cấp với nhau thì, và nó sẽ ở chung một cái thư mục. Ở đây trong kế toán nó cùng cột với kinh doanh và nhân sự, nó sẽ cùng ở trong một cái thư mục. Và ở đây là sẽ cùng ở trong một thư mục dữ liệu. Trong kế toán có, trong dữ liệu có kế toán, kinh doanh, nhân sự. Trong kế toán có 2012 và năm 2011. Trong kinh doanh có danh sách và cùng gọt với danh sách là hợp đồng. Vậy thì danh sách và hợp đồng cùng ở trong thư mục kinh doanh. Trong danh sách có công ty và cơ quan. Thế là xong rồi. Câu thứ nhất. Câu thứ hai, dùng chức năng tìm kiếm tìm trong ổ đĩa C, các file có phần mở rộng là .dll và có kích thước nhỏ hơn bằng 10 KB. Sau đó chép chọn hai file và chép sang thư mục kinh doanh. Ở đây tìm kiếm trong ổ đĩa D. Có phần đuôi mở rộng là sao .dll, mình sẽ viết theo cấu trúc là sao chấm d là sau là đại diện cho một chữ ký tự. Ở đây chúng ta chọn hai file nhỏ hơn 10 KB. Ở đây có 5 và 5.68. Copy. Tiếp sang thư mục kinh doanh.
tiếp sang thư mục kinh doanh thì mình vừa mở thư mục kinh doanh nên là mình ghép vào. Trong hóa đơn nhân sự tạo tập tin TT và đặt tên là kế hoạch chấm TT với nội dung trình bày khái niệm về bộ nhớ máy tính. Hóa đơn nhân sự kế hoạch chấm TT trình bày về bộ nhớ máy tính. Bộ nhớ máy tính là nơi lưu trữ gì đó, vân vân vân, chúng ta lưu lại. Trong hóa đơn nhân sự tạo xuất group với tên chuột liên kết đến hóa đơn C window workshop. Liên kết với rồi C window hotspot. Ok, nén toàn bộ hóa đơn kinh doanh và hóa đơn nhân sự và đặt tên là trụ sở. Cắt luôn. Đặt tên lại là lưu trữ. Thế là đề thi Vinh đã hết. Đề thi Vinh thì rất là dễ. Chúc các bạn thành công.